nệm êm nữa chứ. Đẹp thì có đẹp á, mà mắc quá. Cái con này, đây là khách sạn trên thành phố mà mày so sánh với mấy nhà trọ dưới quê hả? Thôi, nhắm mắt nằm tận hưởng xíu đã. Trời, gì vậy Như? Nó sao mặt bí xị vậy? Say xe của tụi bay ơi, nhức đầu muốn chết luôn á. Trời, yếu. Ê, tao tắm trước nha. Ừ, tắm lẹ đi rồi tới tao nha. Trời ơi, mới đây mà đã ngủ rồi hả? Thu, Thu. Tao chưa có ngủ. Cái con quỷ này đúng là cái đồ nhát cấy mà. Tụi bay làm cái gì vậy? Thì cái con này nè, tao giỡn có chút xíu mà làm thấy ghê. Mới làm tao giật mình nè. Trời đất ơi. Ờ tụi bay hay á, tụi bay giỡn đi. Rồi ồn lên mày đuổi tao đi hết bây giờ á. Còn mày nữa rảnh quá, lo tắm đi. Tao tụi bay chứ không, tao tắm rồi đó. Tao không tại anh Thư á. Ông không có hù à. Hù hù hù. Ê tụi bay, tao có ý này hay lắm, tụi bay có muốn? Ê đồng bọn, cái con quỷ này mày nói cái gì thì nói đi. Cái con này nữa. Cái gì vậy trời? Cái gì? Hai tụi bay có muốn thư giãn, mở mang đầu óc không? Trò này á, mỗi đứa sẽ vỗ tay một cái. Tao, tới con Vân, rồi tới con Như. Nhưng mà nhớ là chỉ vỗ tay thôi, không có được nói gì hết. Có được không đó? Như, tắt đèn. Quản với tao nha. Làm gì mà vỗ tay sát tay tao vậy? Tao đã dặn là tao vỗ tay trước, tới con Vân rồi mới tới mày. Tao chưa vỗ tay sao mày vỗ hai cái? Cái con này mày khùng hả? Tao vỗ có một cái, mày với con này không chịu vỗ nè. Tao cũng nghe mày vỗ đó. Ừ đúng rồi, rõ ràng là bên phía của mày vỗ tay hai cái. Thôi xàm xàm quá mệt không chơi đâu. Trò gì kỳ cục quá. Mà thấy trò này cũng xàm quá thôi, mệt quá không chơi luôn. Thôi, đi ngủ luôn cho rồi. Năn nỉ đó. Trời ơi, thấy không có vui gì hết trơn á. Chơi thiếu người đâu có linh nghiệm đâu. Có trò khác không? Không chơi trò này nữa. Con, đây. Tao á, còn một trò vui lắm. Chơi không? Làm sao? Mà không có chơi xấu nha. Chơi thì đợi tao chút. Làm gì? Đi mua bánh kem. Cách gọi lần này cũng giống với cách vỗ tay lúc nãy. Nhưng mà lần này mỗi đứa sẽ hát một câu Happy Birthday. Và khi có họ xuất hiện thì ngọn nến thứ tư sẽ tắt
Rồi... rồi sao nữa? Rồi họ sẽ là người hát tiếp câu còn lại. Ghê gì mày? Rồi sao nữa? Thì vậy thôi đó. Gì kỳ? Tự nhiên gọi họ lên á, chị đã hát thôi hả? Thì mình chỉ cần kiểm chứng là mình có thể gọi được họ lên và họ có hiện diện ở đây hay là không thôi. Thôi mày ơi, mày kêu họ lên rồi họ làm cái gì mình thì sao? Tao thấy nó không khả thi đâu nữa. Mình không có làm cái gì họ thì sao họ làm gì mình được? Nhưng mà lỡ có làm gì á thì sao? Không có sao hết, yên tâm, tao là người nắm giữ luật chơi mà. Sẵn sàng chưa? Đại đi. Happy birthday to you. 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 Happy. Đặng quá mấy con quỷ. Bây giờ mà đợi tới Tết Công Gô chắc gì họ sẽ tới. Ồ, tao thấy như nó cũng đúng á. Thôi, cũng mệt quá. Thôi đi, nghỉ đi. Trời ơi. Nè, hai đứa bay á, ráng hát thêm vài lượt nữa đi. Biết đâu họ lên. Đúng rồi đó, họ lên á, mày ngồi mày hát mình, mày đi họ lên họ chơi với mày. Tao không rảnh, đi ngủ. Chán hai tụi bay thiệt chứ. Hả, để tao dẹp. Mày rảnh quá. Thôi mày bớt sạch thôi mệt quá đi. Dọn giùm tao đi nè, em vô. Hát thêm vài lượt đi. Thì mày vô mày hát mình mày đi. Chán thiệt chứ. Ông sầm vậy trời. Con quỷ. Sao mày ghê vậy? Thì tao thấy mày dậy nên tao dậy theo thôi. Rồi tự nhiên ngồi dậy chi vậy? Ê, vậy hồi nãy giờ mày nghe gì không vậy? Nghe gì? Không nghe thiệt á hả? Nghe mày la. Tao nghe con quỷ hát happy birthday. Thiệt không vậy? Mày có nghe không? Gì không? Trời ơi, sao? Họ về rồi đó. Biết rồi, nói nhỏ thôi.
làm sao mày? Tao đang rối mình đừng có hỏi nữa. Sao đây mày? Để tao tính. Sao? Bây giờ mày chạy xuống dưới với nó đi. Chờ tao chút tao xuống liền nha. Đi đi. Nhanh nha. Đi đi. Con cầu xin có vong hồn. Tụi con có lỡ làm gì sai á, cầu xin có vong hồn hãy tha cho bạn con, tha cho tụi con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Niệm Phật đi. Là nó không sao đâu. Thôi mày canh nó đi, để tao đi rải muối trừ tà. Liệu Như nó có sao không mày? Sao mà tao lo quá à? Hay là mình nhờ người ta tới giúp đi. Không được. Bây giờ mày nói ai mà tin? Với lại chuyện này mình tự gây ra thì mình tự giải quyết. Đợi đến mai nếu như nó không ổn thì mình tính tiếp. Giờ cũng khuya rồi, thôi ngủ đi. Sợ quá. Biết rồi. Rồi, được rồi.
lên giường đi. Để tao đọc báo thức. Là mày đúng không? Khôn thì hỏi gì kìa, mấy tao chứ lẽ là ma. Nếu không phải mày, vậy cái dấu chân trong cái muối tao rải là tao. Gì đó? Gì đó? Chắc hồi khuya tao đi vệ sinh xong tao đạp vô cái muối của mày á. Cái con yêu nghiệt làm hết hồn. Hai đứa bảy mới yêu nghiệt á, dậy đi, đi súc miệng rồi đánh răng đi học trễ bây giờ. Ủa Như gì mày không nhớ chuyện gì tối qua hả? Nhưng mà chuyện gì mày không nhớ? Hai bé làm gì mặt hình sự vậy? À, không có chuyện gì hết trơn á. Đi xúc miệng đi rồi lên trường. Đi đi. Lẹ đi. Ê, mà có chuyện gì vậy? Nói nghe đi. Không có chuyện gì hết. Không có gì đâu. Đi đi. Đi đi. Cái đứa này. Nó không có nhớ.
đồ án của tao đâu.